camera phòng ngủ, tự nhận là ông già Noel, một tin tặc đã đột nhập vào camera của Amazon cài đặt trong phòng ngủ của một bé gái 8 tuổi, phát nhạc phim kinh dị và nói với cô bé rằng hắn ta là ông già Noel. Chiếc camera an ninh Amazon sinh được người mẹ Ashley Lê May sống tại bang Tennessee mua dịp Black Friday. Cô cho biết khi mua camera về, tính năng định danh hai bước vẫn chưa được kích hoạt. Hiện chưa rõ tin tặc đã đột nhập vào camera theo cách nào. Gia đình nạn nhân cho biết hacker đã xâm nhập vào hệ thống camera theo dõi ngôi nhà chơi bản nhạc tiptoe châu The Tulips, bài hát phổ biến trong phim kinh dị, và gần đây nhất là trong phim Insidious. Người mẹ cho biết cô phát hiện ra vụ đột nhập sau khi xem lại các bản ghi video, Amazon Zing cho biết đang điều tra sự việc. Tuy nhiên cũng giải thích rằng đây không hẳn là vụ đột nhập qua lỗ hổng an ninh. Công ty này khuyến cáo khách hàng cần đổi mật khẩu và kích hoạt xác thực hai bước, để ngăn chặn những vụ việc tương tự.